Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, việc áp dụng biện pháp giãn cách cao hơn, quyết liệt hơn lúc này là rất cần thiết. Các đơn vị địa phương phải tập trung các phương án, dốc toàn lực để nỗ lực kiểm soát dịch trong 7 ngày tới. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 14 tháng 8. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, việc thực hiện siết chặt giãn cách trong 7 ngày tới là khó khăn, chưa có tiền lệ nhưng rất cần thiết để ngăn chặn dịch lúc này. Theo Bí thư Thành ủy, về cơ bản người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương của thành phố và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mới đây cũng gửi lời hỏi thăm, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và người dân Đà Nẵng, đồng thời đồng tình cao với quyết định của thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, ngành từ thành phố đến phường, xã phải quyết tâm cao độ để đảm bảo thành công. Đề nghị Bí thư, Chủ tịch nước các quận huyện, phường xã phải trực tiếp kiểm tra thực tế để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn 7 ngày tới. Có thể coi như đây là một cái trận đánh lớn của chúng ta trong cái công tác phòng chống dịch. Gần như chúng ta dốc lực lượng và chúng ta ra những cái đòn có tính chất quyết định. Nên là tôi đề nghị là các đồng chí phải thấy rất rõ những cái khó khăn vướng mắc đang chờ chúng ta ở phía trước. Và đòi hỏi chúng ta phải có cái sự quyết tâm rất là cao thì chúng ta mới đảm bảo cái thành công được. Chúng ta xác định rất rõ là chúng ta 7 ngày tới là để cắt cái chuỗi lây nhiễm và bóc các F0 ra khỏi cái cộng đồng. Chứ không phải là việc chúng ta chấm dứt được công tác phòng chống dịch. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu ngành y tế và các địa phương tiếp tục tập trung truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm mới, nhất là chợ đầu mối Hòa Cường. Các phương án đảm bảo cho 7 ngày tới cần chặt chẽ, trong đó đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phân nhiệm rất cụ thể, chúng tôi nhắc lại là phân nhiệm rất cụ thể, không thể nói chung được nữa. Đặc biệt là kiểm tra các khu vực đông dân cư, hẻm kiệt nhỏ. Và chúng ta phải thành lập cái tổ ở dưới này, tổ giám sát ở khu dân cư này. Rút quân, điều động quân ở các cái chốt. Và chúng ta có thể rào chắn phong tỏa ở một số khu vực. Chưa cần thiết, không phải là không có cái không tại đó. Mà cũng thấy khu vực nào cũng thấy cần thiết. Mà cái tình trạng tập trung đông người và giao lưu ở các khu vực với nhau nhiều. Thì có thể là ta ngăn cách lại và có kiểm soát. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực, kính thưa tất cả đồng chí, thì còn lại bây giờ là tổ chức thực hiện thôi. Thì như đồng chí Bí thư nói là câu khó nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị địa phương sẵn sàng phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân, đặc biệt là các hộ khó khăn. Yêu cầu bắt buộc thực hiện đảm bảo quy trình phòng chống dịch đối với các xe vận chuyển hàng hóa vào thành phố, nhất là test nhanh và đảm bảo đồ bảo hộ đối với tài xế. Đề nghị ngành y tế triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chuyên môn, không để xảy ra tình trạng trùng lập, bỏ sót đại diện hộ gia đình, tập trung cho công tác tiêm vaccine, tránh để tập trung đông người. Các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của thành phố, đặc biệt là tuyên truyền việc người dân không ra khỏi nhà. Thành phố cũng phát động đợt thi đua đặc biệt, quyết tâm trong 7 ngày tới cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, kiểm soát dịch bệnh.